câu 14. Tin lành về vương quốc Đức Chúa Trời sẽ được rao giảng khắp đất để làm chứng cho muôn dân. Bấy giờ, sự cuối cùng sẽ đến. Chính là nó. Ngài nói rằng sự trở lại của Ngài không xảy ra ngay sau khi có chiến tranh và động đất. Không, Ngài nói rằng sự trở lại của Ngài xảy ra khi mọi quốc gia đã nghe phúc âm của vương quốc. Wow. Bây giờ tôi muốn cho bạn thấy một điều ở đây. Khi bạn nhìn vào từ muôn dân, đó là từ Hy Lạp, ethnos. Và trong tiếng Hy Lạp, bạn sẽ thấy rằng trong Kinh Thánh, từ ethnos chủ yếu đề cập đến dân ngoại. Và dân ngoại đề cập đến các quốc gia không phải là người Do Thái. Bạn thấy đấy, khi Chúa Giê-xu ở trên đất nói chuyện với 12 môn đồ của Ngài, chỉ có người Do Thái ở Israel biết về Ngài. Nhưng Ngài muốn họ biết rằng Ngài sẽ không trở lại cho đến khi mọi quốc gia, ngay cả các dân tộc không phải là dân Do Thái, đều được nghe về sứ điệp của Ngài. Tua nhanh đến gần 2.000 năm sau. Và điều gì đã xảy ra? Chính xác những gì Ngài nói sẽ xảy ra. Chúa Giê-xu đã không phai mờ trong lịch sử. Các văn kiện từ các môn đồ Ngài, chúng đã không biến mất. Và ngày nay chúng ta đang sống trong một thế giới mà hầu như mọi quốc gia đều biết Chúa Giê-xu là ai. Và rằng Ngài là một vị vua, và Ngài có một vương quốc, và Ngài sẽ trở lại. Đó là một trong những điều cuối cùng Chúa Giê-xu nói sẽ xảy ra trước khi Ngài trở lại. Ngài nói rằng sẽ có chiến tranh, sẽ có rất nhiều thù hận. Và sau đó Ngài nói rằng, khi mọi dân tộc đã nghe phúc âm về vương quốc, thì ta sẽ trở lại. Và chúng ta đang sống trong thời đại ngày nay, mà hầu hết các quốc gia, đặc biệt là các quốc gia dân ngoại, đều biết rằng Chúa Giê-xu là vua của các vua. Nếu bạn hỏi họ, ai là con Đức Chúa Trời, họ sẽ nói Chúa Giê-xu. Nếu bạn hỏi ai là vua các vua, họ sẽ nói Chúa Giê-xu. Họ biết rằng Ngài có một vương quốc. Họ biết rằng Ngài đã hứa sẽ trở lại. Nhìn chung, hầu hết các quốc gia đều biết. Chúng ta đang sống trong sự ứng nghiệm của những gì Ngài nói sẽ xảy ra. Chúng ta đã có những cuộc chiến tranh. Chúng ta đã có sự thù ghét. Và bây giờ lần đầu tiên trong lịch sử, hầu như mọi quốc gia đều biết Ngài là ai. Trên thực tế, với YouTube, chỉ riêng video này cũng có thể đến được với mọi quốc gia. Hãy suy nghĩ về điều đó. Bạn thấy đấy, Satan nghĩ rằng YouTube sẽ là một công cụ để truyền bá sự căm ghét. Và đúng, điều đó đã xảy ra. Nhưng Chúa đã lật nó lại và sử dụng YouTube như một công cụ để truyền bá vương quốc. Trong những ngày cuối cùng này, nó đã trở thành một trong những công cụ số một để tiếp cận mọi quốc gia với sự giảng dạy tập trung vào phúc âm và giải thích vương quốc của Đức Chúa Trời. Hãy nhớ rằng, Chúa Giê-xu không bao giờ nói rằng mọi con người sẽ nghe về sứ điệp của Ngài. Điều Ngài nói là mọi dân tộc sẽ nghe. Và trong thế hệ này, Chúa đã cho phép công nghệ phát triển với mục đích làm những điều mà con người trong thời Chúa Giê-xu nghĩ là không thể. Và đó là tiếp cận mọi quốc gia với vương quốc của Đức Chúa Trời chỉ trong một ngày. Chúa Giê-xu nói rằng điều cuối cùng sẽ xảy ra là thế gian sẽ nghe về phúc âm. Và chúng ta sắp ở đó. Chúng ta đang đến đó, nếu không muốn nói là chúng ta đang ở đó rồi. Nếu bạn thấy mình bằng cách nào đó xem được video này, đó không phải là sự trùng hợp ngẫu nhiên. Phúc âm đang đến với thế giới. Hãy chia sẻ thông điệp này bất cứ nơi nào bạn có thể. Chia sẻ nó. Hãy truyền bá phúc âm.